Con sẽ sang nhà anh ở cũng được. Nhà anh rộng lắm. Để đấy con thuê cái phòng trọ đối với con một mình là rộng rồi. Con vẫn nhớ cái ngày đấy là buổi chiều mấy con đi mua rất là nhiều đồ ăn linh tinh để con chất đầy hết cái tủ lạnh ấy và một chai rượu vang. Con rủ vợ con uống. Thế xong đến tối ấy, thì đi làm với anh này về ngủ thì anh bảo là thế thôi bây giờ đừng ngủ nữa. Thì anh có mua một chai rượu vang, em có muốn được hay là uống tí rượu vang với cả xem phim không? Rủ con xem phim mà. Xong rồi rót hai cái cốc rượu vang này uống, uống được tầm hai ngụm thôi. Là thế buồn ngủ lắm rồi ấy. Bảo anh em không thể nào mà em xem một phim nữa. Thôi em đi ngủ rồi, em mai muốn đi học sớm. Đến 3 giờ sáng tỉnh dậy, ông này nằm trong cùng, xong mình đang gối đầu lên tay ông ấy. Ôm ông ấy ngủ lúc nào không biết luôn. Chỉ ngủ thôi giấu đâu. Còn không giấu không khóc. Ta đã có nhã ý là tặng cho chương trình hai MC với lại là quý vị khán giả một bài hát đúng không? Dạ vâng ạ. Bọn em cũng mong muốn mang một cái món quà đến cho chương trình ạ. Tụi em là dân tộc Nùng. Nùng. Lời đầu tiên cho con xin phép con chào cô Vân. Em chào anh Tuyên và chào quý vị khán giả. Con tên là Huy. Nickname của con là Huy Ly. Con sinh năm 92 tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Con là dân tộc Nùng. Con hiện tại là con đang là một YouTuber, một TikToker. Và công việc chính của con là producer. Ngoài ra thì con còn làm chồng với cả làm bố. Rồi, còn con giới thiệu đi. Dạ. Thì lời đầu tiên thì cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Tiên. Con sinh năm 98, năm nay 24 tuổi. Và con đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hiện tại công việc của con thì kinh doanh online, thẩm mỹ. Và có một khu du lịch nho nhỏ, một khu homestay. Dạ, homestay ở đâu? Nằm ở đâu cơ? Dạ, nằm ở Vĩnh Phúc ạ. Ở quê luôn? Dạ vâng ạ. Hiện tại cái công việc của bọn con cũng ở trên mạng, cũng là chồng đàn vợ hát. Thế nên là hôm nay đến với chương trình thì cũng muốn mang một món quà nhỏ nhỏ là một bài hát gửi tới cho mọi người. Rồi, trời ơi. Ok. Rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em xịt tình đến thế. Một người phải vờ những ngày thơ, một người nói dối quá tồi. Tình yêu với em như ngồi đền thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục buồn. Rồi bây giờ đầu tiên mình phải hỏi cơ duyên sao mà gặp nhau được hay vậy? Anh này thì chơi với mấy người bạn của con ở quê của con. Sau một khoảng thời gian, có nghĩa là có bạn bè Facebook với nhau được khoảng tầm 1-2 năm rồi. 2 năm cũng comment qua lại nhưng mà chưa gặp bao giờ hết. Thì bỗng trong sau 2 năm đó thì trong một lần anh ý về quê của con, về Vĩnh Phúc đi sinh nhật bạn, thì anh đó có xin số điện thoại của con. Buổi đó là buổi tối thì con đang đi ăn với bố mẹ, thì bỗng tự nhiên thấy có một cuộc điện thoại hỏi là anh đây, anh Huy Ly đây, em có rảnh không đi ăn sinh nhật với anh, có nghĩa là trong đám bạn này thôi mà có sinh nhật. Thì con mới bảo là mai là em phải đi Hà Nội để em ôn thi đại học, các con học vẽ. 6 giờ em đã phải đi rồi, thì thôi anh đi đi. Thế anh em mới bảo là mai 6 giờ là anh cũng từ đây đi Hà Nội. Thì nếu mà em không đi được tối nay thì thôi mai có gì mình hẹn nhau đi, em đi bằng cái gì? Thì con mới bảo là em đi xe buýt, thì nếu mà anh đi thì mình hẹn nhau ở cái bến xe buýt đó. Ngồi trên xe buýt từ Phúc Yên đi xuống Hà Nội cũng không dám nói chuyện gì với nhau bởi vì rất là ngại, mặc dù không có ý gì đâu. Con gặp bạn này thì sao, cảm xúc con xinh. Có thích liền không? Lúc đấy là trong đầu con chỉ là hiện lên là xinh thôi, tại vì xinh. Là xinh thôi. Trong cái khoảng thời gian mà vợ con học ở Hà Nội thì chắc chắn là sẽ có những hôm mà vợ con phải ở lại tại vì là học muộn quá. Thế là hôm đấy vẫn đang nhắn tin bình thường, thì vợ con cố tình hay là vô ý, vợ ông bảo là ngày mai phải đi học sớm và tối nay phải ngủ ở lại nhà bạn em, nhưng mà nhà bạn em lại không ai ở, thế là con bật đèn sang vào ngay, con nhắn tin ngay thì sang nhà anh ở cũng được. Nhà anh rộng lắm. Để đấy con thuê cái phòng trọ
đối với con một mình là rộng rồi. Con vẫn nhớ cái ngày đấy là buổi chiều mấy con đi mua rất là nhiều đồ ăn linh tinh để con chất đầy hết cái tủ lạnh ấy và một chai rượu vang. Con rủ vợ con uống. Lúc đó khi mà em quyết định em đến nhà rất là rộng, em suy nghĩ cái gì trong đầu? Lúc đó trong đầu chỉ nghĩ là ông này chơi với anh họ mình thì chắc là kiểu cũng tử tế, cũng không đến mức mà ấy đâu, bởi vì chỉ về để ngủ nhờ thôi. Bởi vì phòng nói là phòng rất là to mà. Thế xong suy nghĩ sao một hồi cũng đó ngủ nhau. Thế xong rồi lúc mà đi cà phê xong về đến phòng anh này, anh ấy dẫn con lên phòng. Thế xong con thấy một cái phòng nó bé bằng đúng cái nhà vệ sinh của con ở quê luôn đấy, bé bằng đúng cái nhà vệ sinh của con ở quê luôn đấy, bé lắm. Trời ơi, chỉ để được đúng một cái đệm mét hai, một cái tủ quần áo nhỏ và một cái tủ lạnh thôi. Rất là nhỏ. Lúc đó mình cũng suýt thì buột mồm định nói là ủa anh ơi sao anh bảo phòng anh to lắm à, nhưng mà xong kiểu kìm lại được. Thấy là tôi chết rồi, ông này làm sao mà bảo như này mà phòng to ấy, thôi có chỗ ngủ là được rồi. Rồi ngủ làm sao? Dạ. Thế xong đến tối thì đi làm với anh này về ngủ thì anh bảo là thế thôi bây giờ đừng ngủ nữa. Thì anh có mua một chai rượu vang, em có muốn kiểu hay là uống tí rượu vang với cả xem phim không? Rủ con xem phim mà. Xong rồi rót hai cái cốc rượu vang này uống được tầm hai ngụm thôi. Là thấy buồn ngủ lắm rồi ấy. Bảo anh em không thể nào mà em xem một phim nữa, thôi em đi ngủ rồi, em mai muốn đi học sớm. Anh bảo thế thôi, thế đi ngủ. Cái phòng của anh ấy là một cái đệm mét hai thôi ạ. Thôi bây giờ em tính như này, em nằm trong sát trong tường ấy. Anh đem cái con gấu về đây, cái con gấu nó to như người ông này luôn. Em chèn ở giữa, rồi anh nằm ở ngoài. Anh bảo thế cũng được. Thế là đi ngủ. Bình thường con rất là thính ngủ, mà không hiểu sao nó ngủ một mạch không biết cái gì hết. Đến 3 giờ sáng tỉnh dậy, ông này nằm trong cùng, xong mình đang gối đầu lên tay ông ấy, ôm ông ấy ngủ lúc nào không biết luôn. Chỉ ngủ thôi ạ. Con gấu đâu? Còn con gấu bay ra. Con gấu đi đâu không biết luôn ạ. Xong khi đó là con khóc. Xong rồi. Mày nói rõ ra là có chuyện gì không? Mà không. Không, chỉ đi ngủ thôi và phát hiện ra là em đang gối đầu lên tay anh. Bọn con chỉ ngủ thôi. Thực ra thì chắc không có nằm trong kế hoạch của anh. Nhưng mà cái kế hoạch của anh nó cũng chỉ ở cái mức đấy thôi. Thế sau đêm đó thì sao? Sáng hôm sau thì con có tỏ tình với vợ con không? Sáng hôm sau thì con cũng có nói lại là thực ra đêm qua nó cũng không có cái vấn đề gì cả. Xong là phải mất đến 1.5 tháng sau thì con mới tỉnh. Thế ông này cũng tại sao lại ngủ với mình rồi? Mà tại sao lại không có nói một lời nào hết? Chỉ là xin lỗi hôm đấy xong là xong. Cũng rất là buồn bực. Nhưng mà cũng rất là mong ông này nói một cái lời nào đó như là em làm người yêu anh ấy hay như nào. Nhưng mà không. Phải đến khi mà anh ấy phát hiện ra là cũng đang có rất nhiều người nhắn tin với con. Và lúc đó thấy là thôi chết rồi, bây giờ chắc là mình không nói là không kịp đâu. Thế là cũng nói là cũng ngỏ lời là em làm người yêu anh nhé. Thì lúc đó là con cũng tức lắm, khoảng hơn 1 tháng mà bảo sao để gì mà để tận 1 tháng trời. Khi mà anh ấy nói thì vài ngày sau thì cũng ok đồng ý là bắt đầu qua lại từ lúc đó. Trong lúc yêu nhau có cãi nhau rồi có ghen tuông rồi có chia tay chia chân gì không? Yêu nhau 1.5 năm thì trong khoảng thời gian vợ con đi tập quân sự thì con có linh tinh, con có nhắn tin với một người nữa. Con bị vợ con bắt được. Lúc đó là đang ngồi ăn là con anh cho em mượn điện thoại một tí. Ăn vụng nhưng không biết chủ mép. Là đưa luôn điện thoại, nhưng cũng không nghĩ gì, chưa kịp xóa thì người yêu vừa mới đi quân sự về mà. Thế là đưa luôn điện thoại. Thế là con đi vào phòng con xem thì thấy có những cái cuộc FaceTime rất là lâu. Con mới gọi anh này vào. Đấy, tại sao anh lại làm như thế với em, sao lại đối xử với em như thế? Thì anh này anh ấy giật điện thoại. Anh đi ra khỏi phòng, còn anh không nói không gì hết. Trong cái khoảng thời gian đấy lục đục cãi nhau nhiều quá thì bỗng dưng khi mà đang chuẩn bị chia tay rồi, phát hiện ra là có em bé. Có em bé. Thế lúc mà con biết vợ con có bầu á thì lúc đó sao? Con vui. Con gọi điện luôn cho mẹ luôn mà. Con bảo: "Mẹ ơi, con được làm bố rồi." Còn vợ con thì khóc hu sợ quá. Con có dám điện về cho bố mẹ mình không? Con khóc hu 1 tháng. Ngày nào cũng khóc từ sáng đến tối. Khi mà khóc 1 tháng xong á thì lúc đó là con cũng nói trước với mẹ con, bởi vì lúc mà yêu anh này là mẹ con nhà con không thích. Thì con khóc, nói chung hai mẹ con chỉ gọi điện cho nhau khóc thôi vì không dám nói với bố, vì bố rất là ghê ấy. Thì đến khi mà về nhà nói với bố xong thì bố em tăng xong 1 tháng trời, mặt đỏ tía tai luôn, không nói chuyện với con gái mà bình thường trước là rất là yêu con nhất con gái luôn. Thì anh này cũng là bố mẹ về xuống nhà thu xếp là cho có mẹ con xuống, có mẹ có gì có bác xuống hỏi cưới. Khi mà đám cưới xong thì bây giờ nhất con về. Lúc đó là hai đứa con làm đám cưới xong rồi á, có ở riêng ra không hay là lúc đó là phải ở chung với bố mẹ rồi? Cái điều kiện kinh tế như thế nào? Bố mẹ cũng biết là anh nghề công việc cũng khó khăn ở dưới đó thì bảo là thế thôi, hay là hai vợ chồng cùng về Vĩnh Phúc. Dạ vâng. Em đã bỏ công việc mà em yêu thích nhất để em về nhà vợ cùng làm xi măng sắt thép. Là con cũng góp vốn và con cũng mở một cái kho. Nhưng mà lúc đó là hai vợ chồng có cãi nhau nhiều không? Chính vì anh bỏ cái nghệ thuật để anh ấy về anh làm một cái công việc kinh doanh mà từ trước giờ anh chưa bao giờ làm ấy ạ, nên là tính cũng thay đổi.
Mà xong thời gian đó thì con cũng sinh em bé, cũng nói chung là cũng gần như là thay đổi trầm cảm. Trầm cảm đấy. Hai vợ chồng khúc mắc từ cái khoảng đó và con ly thân. Con ở được để em bé 5 tháng thì ly thân. Bởi vì không thể chịu được nhau nữa. Ly thân là con ở đâu rồi vợ ở đâu? Con vẫn ở con nhà lại mẹ. Xuống Hà Nội con làm lại từ đầu với cái ngành âm nhạc này của con. Còn vợ con thì lại ở cùng bố mẹ vợ. Bố mẹ để bố mẹ chăm cháu đúng không? Vâng. Thế nhưng mà rồi tụi con ly thân bao lâu? 6 tháng. Rồi lý do nào sau đó lại quay trở lại với nhau? Thời gian đó thì anh này về Hà Nội làm. Thì con cũng gửi em bé cho ông bà ngoại. Có nghĩa là lấy hết can đảm để gửi con vì xa con rất là nhớ luôn. Thì lúc đó là con cũng quay về Hà Nội để làm. Nhưng mà là ở riêng nha, anh này ở nhà anh ấy. Còn con thì đi thuê một cái phòng trọ nhỏ. Thì sau một khoảng thời gian thì qua lại thì bỗng sau khoảng 6 tháng ly thân ấy ạ. Khi mà anh này anh ấy trở lại anh ấy làm nghệ thuật, anh ấy làm YouTube. Trong một lần anh ấy không có cái đề tài gì để anh ấy up lên kênh ấy ạ. Thì anh em mới cứ gọi con sang là em hay là em sang em hát giúp anh một bài để anh quay anh up lên trên kênh. Thì con sang thì thấy anh này ở cái bàn ăn anh ấy lại bày một chai rượu vang. Thì sau khi mà ăn uống xong hát xong một bài thì anh này anh ấy cũng kéo mình vào phòng đó để hát luôn đó. Đến rồi dạ đó. Sau hôm đó thì bọn con vẫn ở riêng, không có qua lại gì hết. Nhưng mà khi mà up cái clip mà chồng đàn vợ hát lên trên kênh ấy là được mọi người hưởng rất là nhiều, được mọi người ủng hộ nhiều thì là bọn con bắt đầu quay lại ở khoảng thời gian đấy. Có cái để mà nói chuyện lại được với nhau. Nói chung là cả cô, cả anh Tuyên và tất cả mọi người đều mong muốn cái điều đó, bởi vì tụi con nhìn rất là đáng yêu luôn. Trải qua nhiều biến cố quá rồi đúng không? Vâng đúng rồi. Rất là đáng yêu đầy luôn. Đủ. Thế là lúc mà về ở với nhau á thì là cái tật xấu nào của anh này mà con cảm thấy là con khó chịu nhất? Tật xấu nhiều lắm. Nhiều. Ví dụ cái mắt con nháy luôn này. Nháy luôn. Tật xấu nhất là vô tâm. Cãi nhau nhưng mà anh ấy không giải quyết vấn đề. Khi mà cãi nhau thì con muốn là phải ngồi lại nói ra là tại sao lại cãi nhau để giải quyết cho xong cái chuyện này đi. Nhưng mà anh này anh ấy sẽ không. Anh ấy không nói đâu, anh ấy cứ đóng cửa trong phòng. Không anh ấy bơ đi xong rồi để đến hôm sau kiểu cho quên đi là quên là xong luôn, anh không giải quyết. Mà như thế thì mình bị ôm cái cục tức ở trong người. Mình rất là tức, mình không thể ngủ được. Xong rồi kiểu mấy hôm mình cứ bị kìm ở trong lòng rất là nhiều lần như thế rồi mà bảo anh này sửa anh không sửa. Con không thích nói chuyện trong cái lúc đấy. Nó khó căng thẳng đúng không anh? Đúng rồi. Rồi còn cái điều gì mà con muốn chồng con thay đổi để mà cho cái cuộc sống hôn nhân này sẽ trọn vẹn và thăng hoa hơn? Tâm sự với vợ nhiều hơn ạ. Nói chuyện với vợ nhiều hơn. Vì thực ra con rất là thích nói chuyện. Con thích được kiểu có vấn đề gì đấy thì mình phải nói để hai vợ chồng có thể hiểu nhau ấy. Nhưng mà anh này anh không nói. Mặc dù là làm nghệ thuật nhưng không lãng mạn nữa. Không lãng mạn một tí nào hết. Ví dụ như kiểu những cái ngày mà quan trọng ấy, có thể là đến tối anh mới nhắn tin. Mà trong khi ví dụ sáng mà mình rất là muốn anh một câu chúc gì đấy nhưng mà không. Đến tối hoặc là quà, ví dụ tặng quà chẳng hạn, mình chỉ cần một cái món quà rất là nhỏ thôi. Nhưng mà anh này phải đến tận hôm sau nữa thì anh ấy kiểu sực nhớ ra thì anh ấy mới tặng. Anh rất là vô tâm. Thay đổi rất nhiều luôn đó. Phải lãng mạn nè, bớt vô tâm lại nè, chịu khó sẽ chia tâm sự với em. Dạ. Rồi vợ con sao? Vợ cũng đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi đó. Dạ vâng. Bây giờ tới con đó. Vợ con giờ sao? Có tật xấu gì nè? Em không biết em dùng từ nói nhiều hay là từ càm ràm nó hợp lý. Nhiều lúc là em đã rồi nhưng mà vẫn cứ nói. Thành ra là em lại bị cáu ngược luôn. Cái mà em không thích đấy là lúc mà em đang làm việc, em đang sáng tác. Nhiều lúc em nói với vợ là đây nha, bây giờ anh đang làm nha, anh đang cần tập trung nha, đừng sai khiến anh cái gì cả, đừng bảo anh làm gì, đừng nhắn tin gì hết. Là bắt đầu anh ơi xuống lấy hàng cho em. Trong một buổi chiều 3 lần như thế thì con hỏi cô là một người đang trong một cái mút sáng tác, đang một cái dòng chảy gáy cắt một phát 3 lần là con rất là bực mình, là cả ngày hôm đấy con bực mình luôn. Thành ra là bây giờ con đã tìm cách là bằng cách là con làm việc ban đêm, ban ngày thích xài thì xài, không mà con cứ làm những việc linh tinh. Khi mà con chia sẻ hay là con nói một cái vấn đề gì đấy thì việc đầu tiên là không chịu nghe con. Với cả ví dụ như con đang giải thích cái vấn đề gì hoặc là con đang xin lỗi vấn đề gì nên lại không tin. Thành ra là những lúc như thế là con lại càng không muốn nói nữa đấy. Rồi bây giờ cái điều con mong muốn thay đổi nhất là điều gì ở vợ con? Duy nhất thôi là nếu mà sau này anh có buồn nha, ví dụ anh đang buồn em phải kiểu nhìn mặt anh một tí là biết là anh đang buồn. Anh muốn em thay đổi cái cách mà em đặt câu hỏi và đặt vấn đề với anh. Cũng là một câu hỏi đấy thôi, nhưng mà em chỉ cần thêm một từ anh em hoặc là thêm một cái câu gì đấy. Anh hôm nay cảm thấy thế nào hay là sao đấy? Anh sao đấy? Cái câu anh sao đấy làm anh rất là bực mình. Anh bực rồi, anh càng bực hơn. Nhạy cảm. Vậy vẫn là một cái cách nói chuyện, đó, cái cách truyền tải đó, cái đó cần thiết lắm. Dạ. Cũng là một nội dung đó, nhưng mà cái cách truyền tải của mình á thì sẽ làm cho đối phương nghe hoặc không nghe. Đó là con dao hai lưỡi đó. Thì thực sự là anh cần ở em á, điều đầu tiên là phải có trách nhiệm với bản thân em. Vâng. Và anh trách nhiệm với là con và vợ mình. Và thực sự là anh
anh, tại vì anh với em cũng na ná giống giống nhau, cùng làm nghệ thuật đó, đúng rồi, cùng thứ nhất cùng làm nghệ thuật, thứ hai cùng là có vợ trẻ, bé hơn nhà anh sinh năm 2000, nhỏ hơn bé nhà nữa. Và thật sự là vợ của mình á là hy sinh cho mình tất cả rồi, anh nói thiệt là coi như là nguyên tuổi thanh xuân là dành cho bản thân mình rồi. Anh nghĩ là phải có trách nhiệm, phải yêu thương vợ con nhiều hơn nữa, em phải quan tâm bà xã nhiều hơn. Và cái quan trọng là cái tâm lý rất là quan trọng, em phải hiểu được à tâm lý lúc đó vợ cần gì và muốn gì. Thương thương chưa? Lúc đấy anh cũng không cố tình nói đấy đâu. Hứa cái gì nè? Hai đứa đứng lên đẹp xem nào, tôi nhìn cái bộ sắc phục này tôi thấy đẹp quá. Anh mời hai đứa đứng lên và có một cái lời hứa gì đó với vợ. Anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, hơn những gì mà em tưởng tượng. Chắc chắn. Anh sẽ cố gắng anh chu toàn thôi. Anh cũng không phải là mong mọi thứ nó hoàn hảo, nhưng mà anh sẽ làm nó tốt nhất trong khả năng của anh. Anh cũng không cần em phải hài lòng, anh chỉ cần em công nhận những gì mà anh sẽ và đang và sắp cố gắng thôi. Đấy, và anh hứa là anh sẽ bù đắp hết. Cảm ơn hai đứa rất nhiều nha. Chồng kiếm đồng ngọc nữ. Bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Xuân Vinh, năm nay 28 tuổi, là kỹ sư điện. Còn em? Dạ, em tên Võ Ngọc Kim Thủy, năm nay 24 tuổi, em đang làm nhân viên văn phòng. Hai em là gặp nhau như thế nào? Dạ, lúc đó thì em đang làm thu ngân ở một cái cửa hàng thế giới di động á. Còn anh này làm bảo trì điện. Vô tình thì bữa đó thì anh này tới sửa điện, mà em không để ý ảnh, em để ý xe ảnh thôi. Em thấy ngoài cửa có chiếc xe độ đẹp lắm, em giống như là xe đua vậy đó chị. Xong thành ra là các em mới mê chiếc xe đó, em nói trời phải chi có ai chở mình ngồi chiếc xe đó chứ sướng lắm ha. Không biết là xe của ảnh luôn. Cái một lần thì công ty tổ chức đi du lịch, cái bữa đó anh chạy tới thấy biết xe của ảnh. Lúc đó mới biết đó là dạ, xe của dạ ảnh. Đúng rồi. Cái hôm đó thì cũng tình cờ thì em không có xe về, mới nhờ ảnh là quá gian về. Mục đích em làm xe là chỉ để là cô gái thôi. rất là thật lòng nghe, thật thà. Ok tiếp. Dạ, cũng bốn năm cô vậy đó mà thấy không có hợp ý. Rồi cũng có đang để ý con cô cũng trong cửa hàng đó luôn. Mục đích là đi xe là cuối cùng tính chở cô đó về. Nhưng mà cô đó có người khác chở rồi. Rồi cô này nhờ chở về. Thôi sẵn tiện mình cũng có xe, mình cũng không có ai chở về hết, thôi chở đại. Hai người này là không ấn tượng gì về nhau hết trơn. Vậy mà lấy nhau mới hay chứ, ghê thiệt. Hồi đó anh xấu lắm chị, anh như là hớt đầu đinh rồi này kia, anh như ăn chơi vậy đó, em ghét lắm, không ưa xe thôi. Xe thôi. Em cũng trở về. Lúc mà ngồi trên xe đó có thấy đúng như là cái cảm giác là cái xe đó đúng như ý của mình không? Không chị, anh chạy thì một mình á nha, anh chạy trời ơi anh chạy xong gác chống bụp. Thì ai cũng nhìn anh như nè, nói chung là anh cá tính lắm. Lúc mà chở em rất là chậm rì đúng không? Dạ, sợ cố té. Dạ thì em thì chạy mình thì chạy sao cũng được. Nhưng mà khi chở người phía sau em rất là kỹ. Dạ em chạy chậm lắm. Nghĩa là không thấy hết kỹ năng của cái xe đúng không? Bực bội cho nên là lần sau nhờ chở tiếp. Rồi sao ạ? Rồi ai là người chủ động tỏ tình trước? Cũng có tỏ tình luôn, hai đứa quen nhau cứ đi chơi vậy đó, rồi xong mà ổng rủ về quê ổng chơi thì mình cứ nghĩ là thôi đi cho biết, cái ba má ảnh mới thấy cũng được, xong rồi bắt cưới là hai đứa cưới luôn. Vậy đó hả? Ba má đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Ủa mà kêu nghĩa là ba má em rất ấn tượng về cô này hay sao mà? Dạ thì em cũng khó tính lắm, dạ như muốn dẫn bạn gái về phải lựa chọn kỹ lưỡng. Lúc đó thấy cô này cũng hợp tính rồi, hợp tuổi luôn. Dạ hợp tuổi luôn, thấy ok good quá rồi. Đẹp nè, siêng năng rồi nữa. Rồi dẫn về ra mắt luôn cho ba mẹ thấy, cho ba mẹ thấy. Mẹ chấm như thế nào. Lúc đó về mẹ khen quá trời quá đất luôn. Cưới luôn, hốt luôn. Dạ là không phải, là có một đợt Tết á, tối khuya khoảng 5 giờ chiều á, em chạy thẳng xuống xe đét thì gặp ba mẹ vợ ở dưới. Dạ rồi mà nhà ba mẹ em không có biết. Dạ rồi bữa sau á gọi điện xuống, ủa giờ đang ở đâu vậy mà nghe gà gái được không, đang ở dưới xe đét hả? Dạ đúng rồi, con đang dưới này nè. Cái khi mà về nhà khoảng từng ấy sao, cái mẹ nói là mày cực quá, thôi cưới đại luôn đi chứ đợi biết chừng nào, chứ mà chạy lên chạy xuống ngoài cực quá. Nhưng mà em về em có xin với lại ba mẹ của vợ không, có đặt vấn đề với ba mẹ của vợ không, hay là phải chờ ba má em xuống? Dạ em không có đặt vấn đề. Là khi mà họp rồi xong xuôi hết là mẹ em quyết định ngày, ba em cũng coi ngày được. Rồi bên nhà vợ làm sao? Là gọi điện xuống dưới trước, rồi xuống dưới ra mắt, rồi quyết định ngày cưới, rồi đồng ý hết. Là cái lúc mà cưới thì đã yêu nhau lắm chưa? Đến lúc cưới thì hai đứa chưa có yêu thương gì nhiều đâu, chỉ có cưới vậy thôi. Coi như là giống như số phận sắp đặt là cưới vậy đó. Rồi bây giờ đã yêu nhau chưa? Dạ chắc yêu rồi. Có cái mốc nào để mà các bạn cảm thấy là các bạn yêu nhau hơn cái lúc mà mình chưa cưới? Vì có rất nhiều những cặp vợ chồng mà qua một cái sự cố nào đó thì tự nhiên lúc đó họ mới cảm thấy là đúng là họ sanh ra để mà họ phải đến với nhau. Cái lúc mà về ở thì cũng bình thường thôi, đến lúc mà em có em bé thì nói chung là ảnh lo hết toàn bộ luôn, ảnh chăm từng ly từng tí em thành ra là lúc đó mới thấy yêu. Dạ dạ đúng rồi. Chứ còn cái đêm tân hôn xong là cũng chưa thấy yêu. Có chuyện đó là chị. Chuyện gì? Là đêm tân hôn á em cũng giữ vợ là mấy tháng quen nhau á là không có đụng gì hết á. Mà cái đêm tân hôn mà gặp ngay cái ngày bắt dòng trên
Trường Sơn. Hiểu. Nó giữ lâu rồi. Giữ mà giữ thì thôi rồi. Đúng rồi, bỏ đi luôn. Rồi. Rồi. Là phải giữ tiếp đúng không? Giữ tiếp thì chỉ hai vợ chồng nhìn nhau cười thôi. Rồi đến ngày thứ mấy thì mới là tuần lễ sau. Dạ tuần lễ sau. Đó, tuần lễ sau đó em ạ. Mà nhát lắm chị, lúc đó đêm tân hôn thì mình con gái mình run thì đúng rồi ha. Em ơi anh run quá. Khi mà về ở bên gia đình chồng thì có vui vẻ, có mâu thuẫn gì không? Thì đến lúc mà em về thì không phải làm dâu, tại vì em đi làm ở thành phố á. Rồi em và anh ở riêng thì ba mẹ mới cho ở chung với nhỏ em gái nữa. Tại vì nó ở một mình á, đến lúc mà ở chung á thì em với nhỏ em á nói chung không hợp tính với nhau. Thì em bực cái gì em cứ nói anh này xử. Rồi mà cứ... em với bạn đó là bằng tuổi hay hơn dạ, tuổi? Dạ bằng tuổi. À bằng tuổi. Dạ dạ đúng rồi. Nói chung hai chị em cũng thân cũng cười giỡn này kia, nhưng mà thực tế cái tính tình thì không có hợp nhau, mình cũng để đó. Tại vì mình là chị mà, cho nên mình cứ để đó riết rồi từ từ cái mình bực tức trong lòng á. Rồi cái bữa đó em mới tức quá em mới bỏ về quê. Em mới nói chứ anh không có xử lý được thì thôi hai đứa mình ly dị đi chứ hả, em không có ở chung vậy được đâu. Lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em cũng khó xử lắm, một bên vợ một bên em. Em cũng chả biết xử làm sao nữa. Vợ chồng đang có chuyện xích mích nữa rồi. Rồi anh em trước giờ cũng không có hợp tính. Không biết làm sao cùng tuổi vợ em mà lại em với vợ em là được, còn hai anh em lại nó khắc khẩu với nhau. Nhỏ tới lớn đã có đánh đổ với nhau rồi. Trong cái trường hợp mà vợ với em gái gây nhau vậy thì thường là em đứng về vợ, phía vợ hay là phía em gái? Dạ cũng khuyên vợ, cũng nói vợ, rồi cũng khuyên em gái. Mà sau cái đợt giận đó các em cũng nói, cái nhỏ em nó cũng mệt bực mình hay sao cự lỡ em nó đòi thôi không được thì thôi em ra ngoài ở luôn. Rồi rồi dạ, hai chị rồi. Em có nói chuyện lại hay là dạ, bây giờ hai đứa vẫn bình thường? Tại vì đến lúc mà em bực mình cái gì á thì em không có nói với lại nhỏ em, em chỉ nói với anh này thôi. Tại vì mình mất công lại nói là chị dâu em chồng á, thành ra mình cứ nói ảnh thì ảnh khuyên em thôi chứ mình không có nói trực tiếp với em. Anh đang muốn hỏi thật lòng em á, là em có muốn chị em đều huề và muốn hàn gắn cái tình cảm và thậm chí xóa bỏ cái chuyện mà chị dâu em chồng giống như là chị em ruột thịt trong nhà? Dạ em muốn thật lòng. Dạ, dạ muốn. Bây giờ chị thấy vậy nè, chị hiểu được cái dạng mâu thuẫn đó. Hai đứa bằng tuổi. Dạ. Em 24 đúng không? Dạ đúng. Thì bạn kia cũng 24 tuổi. Dạ. Chưa có gia đình thì thường á cái cuộc sống á nó còn thoải mái nè, phóng khoáng nè. Dạ. Chưa có một cái áp lực và một cái trách nhiệm nào của một cái người phụ nữ. Trong khi á cũng bằng tuổi đó mà em á thì lại là trách nhiệm làm vợ nè, trách nhiệm làm mẹ nè, rồi làm dâu nữa. Cho nên rằng á giữa hai cái luồng suy nghĩ đó đó, nó có một khoảng cách rất là xa. Có đôi lúc em sẽ chạnh lòng, nói trời ơi sao mình cũng bằng tuổi gì mắc mớ, mình phải chịu đựng dữ vậy trời. Yeah. Nó cũng như mình thôi thì nó cũng phải này phải nọ phải kia, tại sao cái gì cũng dồn hết cho mình vậy? Yeah. Đúng không? Yeah. Đó, nhưng mà cái bạn kia thì bạn lại suy nghĩ một cái hướng khác. Biết là bằng tuổi đó nhưng mà cái thế của bà là bà làm chị tôi nè, bà người lớn thì phải thế này thế nọ thế kia. Đó là trong lòng hai chị em suy nghĩ mà chưa hề có cái tâm sự với nhau. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Tại sao em không nghĩ rằng á, em đừng có coi nó như em coi nó như một đứa bạn của em. Dạ. Một đứa bạn gái mà sống ở trong nhà mà có thể mới đầu là chưa thích nhau lắm, nhưng mà phải từ từ mình thích nhau rồi mình thân nhau. Thì có những cái điều á, đàn ông không giải quyết được. Cứ nói em hiểu không? Giống như dạ, mình dạ. Mình cứ nói thẳng với nó, mình đừng có thông qua chồng gì hết trơn á. Dạ. Nói luôn, em thử làm cái điều đó đi thì cái tình hình nó cải thiện liền. Chứ tại vì á luôn luôn như này, thông qua một cái nhịp thù nối những bờ vui mà nối không nổi là nó thành cầu gãy nữa. Em hiểu không? Dạ. Đó, cho nên theo chị thì nếu mà qua cái chương trình này đi, ví dụ vậy. Dạ. Em có thể thứ nhất là thay đổi cái mối quan hệ hai chị em. Thứ hai là em có muốn nói một cái điều gì, tại mình thế mình làm chị mà. À, chị lúc nào thì cũng coi em như là em ruột của chị vậy đó. Nhưng mà đôi lúc có bực mình thì có gì thì em với chị cũng làm hòa với nhau để coi nhau như là chị em vậy. Còn anh, em, anh nói em đi anh. Em muốn nói với em không? Phải nói chứ, dạ. Anh gây lộn dữ lắm à. Dạ. Nhí ơi, anh cũng là cũng thương em, cũng quan tâm đến em. Thì em hãy vui vẻ lên, hãy tự tin lên với chính mình đi. Rồi sau này thì em sẽ gặp được cái người mà hợp với em thôi. Rồi. Bây giờ kết của cái cặp vợ chồng này á, thì á, thay vì là chúc các bạn hạnh phúc thì tôi không cần chúc nữa, bởi vì là thấy các bạn rất là hạnh phúc với nhau rồi ha. Chị muốn nói là bé Nhí á, bé Nhí nếu mà có coi cái chương trình này á thì bé Nhí sẽ hiểu được tình cảm của anh chị mình dành cho mình. Và bé Nhí phải nhớ rằng á, là bất cứ lúc nào mà mình có một cái vấn đề gì, mình gặp khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thì những người mà bên cạnh mình chỉ là gia đình của mình thôi. Người ngoài á không bao giờ có thể bằng anh mình, chị mình, cha mẹ mình hết. Nhí nhớ nha Nhí. Rồi chúc các bạn sum họp, đoàn kết và yêu thương nhau. Cảm ơn. Cảm ơn. Lời đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở.
Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi còn con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á. Người giống như là con Yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Dạ. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạy dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. được nhau hay quá à. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chỉ nó khác nó tỉa dạ. vậy đó. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Giờ ủa sao gặp nhau? Bây giờ mới hỏi nè. Để gặp nhau chắc ừ. là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể ủa, tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi à. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn ừ. thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con ừ. thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi ừ. rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 ừ. là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11 học cấp 3 ừ. dạ. Rồi con nghĩ là bé này đến nhà của bạn của con dạ, bạn của chơi dạ. tức là bạn bè thôi đúng không chứ dạ. không yêu đương gì đâu đúng không dạ. đó rồi gặp đó. Nè rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta, nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con. Tết con ít có đi đâu chơi lắm với ừ. lại cái bạn đó cũng là bạn thân á ừ. cho nên là mới gặp nhau ừ. dạ đúng rồi ừ. rồi sao lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy ừ. không có nhớ gì hết ừ. dạ con có nhớ không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên đầu tiên chủ động nhắn tin xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ là lớp 11. Dạ đúng rồi, thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng thì con lại thích hai bộ môn đó cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh có trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó dạ. đang rảnh dạ. cho nên là anh trả lời liền. Có dạ. nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi nhưng mà anh không nhớ con, anh nói là không biết đứa nào hết tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Đúng không? Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn rồi sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Rồi. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng mạnh. Dạ chắc nhờ uống yến á chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ giờ, đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai dạ. đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin, trời ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh dạ, con không nhớ chính xác này nhưng mà như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn dạ, cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh dạ, khiết. Đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích con có thích. Dạ ảnh. Cũng không luôn. Thích là tại vì là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩ là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời ơi. Dạ. Ai nhắn, ai chủ động nhắn. Dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được. Anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Tình mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á của Hồng Vân là đăng ký tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm không học hành nên sao mà lại nhắn tin ngày
Ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hay quá chị. Đó. Tính ra hồi xưa yêu nhau vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Ngắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý như là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Đã có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, 4 tháng. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Rồi. Đâu kể coi. Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi, con khi mà nhận được cái con lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có hẹn ảnh. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Mà vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Dạ, người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là vợ con như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một tuần nữa. Lên Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ, con học Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Dạ. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ, con nói với ảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Nói chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ, cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này, hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì, thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Chị ơi, em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò á. Có, hay không? Mối Tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có
thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng tới việc học của ảnh thôi. Lúc ý nghĩ đằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con có phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến à có bữa đó ảnh ra tàu ảnh ra tàu đón có con biết mà phải lên đi thôi tàu ảnh ra tàu đón con đi xe đi tàu đi máy bay gì cũng sẽ quá. Đón hết trơn trọi lãng mạn lắm nghe đến sân ga nghe rồi sao nào gặp nhau nhưng mà sao? Lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Thế mà cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ, con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ, rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3, lúc năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ, lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá. À, thương ảnh rồi là con mới bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ. Rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con định hỏi cái gì hết chứ con định hỏi bộ không mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang ngủ dạ có chứ thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn nó thương nó bận tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu rồi thì đó. Hai trường gần nhau mà rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu dạ xe hư thì có thì mình... thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không dạ, đúng. Lên thành phố thì rất là đỏ tới mồm á cô Hồng Vân hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không dạ có dạ. Khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa mới tình sinh viên mà hoặc là muốn đi chơi á mà trong túi không nào có tiền hết trơn á rồi không biết đi chơi đâu không có tiền thì chưa có nhưng mà có ít thì có rồi mà nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15.000 thôi mà ăn hai rổ rau ăn hai rổ trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm trời ơi nó ăn có một cái bánh xèo 15.000 nó ăn hai rổ rau nói chung là cái thời sinh viên đi nhưng mà nó đẹp dạ có nhiều kỷ niệm lại nó đẹp dạ. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại dạ tự hai đứa sao giờ hoài niệm nè đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không rồi xong sao nè sau đó thì là con học đến năm thứ tư khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không hai đứa dạ có đứa nào bỏ ngang không trước. Dạ không dạ anh tốt nghiệp trước con tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê dạ thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con ở lại đợi con đúng không anh ở lại chắc chắn rồi cô không cần hỏi luôn cô không cần hỏi rồi trong một năm con ở lại rồi con có đi làm không hay là đi nhông nhông dạ con học xong á là 2015 thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp không có gì làm cũng chán lắm ba mẹ sẽ buồn thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng tại vì ở dưới quê con ấy nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn và cái môn con chọn là cái môn tin học Nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn cái môn đó nó vừa đủ điểm. Để cho mình đậu với lại nó cũng là sư phạm luôn rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính dạ đó, đúng không trung học trung cấp máy tính thì trong quá trình học á thì con cũng
đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính, rồi lại có cơ hội đợi dạ, bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về, chị vợ con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc, rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có, mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà. Lép vế dạ, đúng mình ở nhà, không mình chờ vợ và nuôi sau sĩ diện nữa chứ dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm, thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt hay quá, xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này về trước. Ba học năm xong. Ba hồi sau về trước. Ba về trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 mà con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi đó, rồi xong rồi con xong rồi là con đi về. Được, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ lại làm giáo viên tin, nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học, giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Rồi cái là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí đó lại thiếu. Đang khuyết thì con về để chấm luôn. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á, bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa. Hay là phải đi, hay là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian đó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đó. Cũng không có trách móc cái gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái, nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều, mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó, dạ, là có chia tay không? Dạ. Có. Có, mà chia tay dài không? Có chuyện dạ, chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày, tới 3 ngày luôn. Dài. Rất dài, quá, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì vậy? Dạ, cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh, thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm, giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi, thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì có rồi. Sau đó dạ.
Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường, hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không. Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin, tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không. Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy, là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi. Người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhắn tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thật sự thì mình nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô, là cái bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi về. Coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó. Không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng rồi. Phải. Đây là cơ hội để chúng ta nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín cưới lại chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó. Nhín nó, lại chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ, nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà
29,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh vậy là ok lắm rồi. Không, tức là giờ con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết. Dạ đừng thay đổi vậy thôi. Và và hơn vậy nữa một xíu là được. Dạ. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ thay đổi cái gì? Rồi mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này thì giờ thương tiếc cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc hay là có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Không có tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi, đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. À. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ nhẹ món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn đi. Dạ. Ừ, rồi. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.